Đây là cách chèn hình ảnh minh họa vào trong video trên CapCut. Vào CapCut, các bạn bấm dự án mới. Bấm chọn video mà các bạn đang chia sẻ. Các bạn đã quay sẵn một cái video. Bấm nút thêm. Đây là một video bạn chia sẻ. Bí quyết để luôn tràn đầy năng lượng sống. Bí quyết để luôn tràn đầy năng lượng sống. Đó. Ví dụ mình muốn chèn một hình ảnh mà mình đã chụp sẵn và minh họa cái điều mà mình đang nói. Ở bên dưới các bạn hãy bấm vào lớp phủ. Bấm vào thêm lớp phủ. Bấm vào thư mục hình ảnh. Các bạn hãy lựa chọn một hình ảnh mà minh họa điều mà bạn muốn nói. Mình lấy một ví dụ, mình chọn hình này. Bấm thêm. Dùng hai ngón tay đặt lên trên hình ảnh và phóng to lên. Các bạn cũng có thể thu nhỏ hình ảnh, kéo xuống, hoặc nhỏ hơn nữa, dùng hai ngón tay để thu lại và di chuyển ở khắp cái khung màn hình vị trí mà bạn muốn. Mình thường để to và tràn full toàn màn hình như này. Và ở bên dưới các bạn sẽ thấy cái thanh thời gian hiển thị bức ảnh ở đây. Các bạn có thể kéo cái thanh thời gian bằng cách chạm vào cái đuôi ảnh hoặc là đầu ảnh ở bên phía này để kéo cái thời gian hiển thị. Và đây là kết quả. Sống mỗi ngày, mình lựa chọn tập thể dục. Đó, trên đây là cách chèn hình ảnh vào trong video, khá đơn giản. Chúc các bạn thành công.